Mặc dù đã được dự báo trước về khí hậu khắc nghiệt, thế nhưng từng dòng người đông đúc vẫn đổ về thánh địa Mecca. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng đang sẵn sàng các phương án về y tế cần thiết. Không nằm ngoài dự báo, ngày hôm qua thì Bộ Y tế của nước này đã cho biết có hơn 4.000 người hành hương đã phải nhập viện do nắng nóng gay gắt. Số người bị sốc nhiệt trong mùa hành hương Hajj của người Hồi giáo năm nay đã vượt quá 6.700 trường hợp. Nhiệt độ tăng vọt lên 45 độ C vào hôm thứ Ba, khi những người Hồi giáo dành cả ngày để cầu nguyện tại núi Arafat, nơi hầu như không có bóng râm. Những người hành hương đã phải che ô, dội nước lên đầu để đỡ nóng. Điện thoại di động quá nóng để cầm và bị tắt nguồn chỉ sau vài phút sử dụng. Chính quyền Ả Rập Xê Út đã triển khai hàng chục ngàn nhân viên y tế và các tình nguyện viên phát nước để giúp những người hành hương. Nước tại một cảng cá và một con sông ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản bất ngờ chuyển sang màu đỏ như thế này do sự cố rò rỉ chất phụ gia từ một nhà máy bia gần đó. Sau một đêm thì dòng nước trong xanh thường thấy tại khu vực này chuyển thành màu đỏ đáng lo ngại. Các quan chức của nhà máy bia Orizon nằm cách cảng cá khoảng 700 mét cho biết chất màu đỏ này chảy từ hệ thống làm mát của bể chứa bia. Chất màu đỏ này giúp họ xác định được nước có tràn vào bể hay không. Tuy nhiên, nước làm mát bị rò rỉ đã chảy ra sông qua rãnh nước mưa. Công ty đã xin lỗi về vụ việc và cho biết chất lỏng này không gây rủi ro cho sức khỏe con người. Nguyên nhân rò rỉ chất lỏng vẫn đang được điều tra.